Sáng ngày 11 tháng 8 năm 2022, xóm Cội Vĩnh, xã Ngọc Mỹ đã tổ chức thành công Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022. Xóm Cội Vĩnh, xã Ngọc Mỹ có 111 hộ với 527 nhân khẩu. Trong những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xóm đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, huy động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, sức mạnh của toàn dân, thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, phát động sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, vận động quần chúng nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa và tích cực tham gia tố giác, đấu tranh phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Nhân dân trong xóm đã đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.